Thưa Hội Thánh, chúng ta sẽ tiếp tục bài học Kinh Thánh của chúng ta, phần thứ 3 của bài học Kinh Thánh của chúng ta trong suốt 3 tuần qua. Tôi chia sẻ về bạn chọn phía nào, Đấng Christ hay Belial, được chép trong thơ Corinto nhì đoạn 6. Mà hôm nay chúng ta sẽ học phần thứ 3 của bài học này. Chúng ta sẽ đọc lại ở trong cái phần đoạn Kinh Thánh Corinto thứ nhì đoạn 6 từ câu 3 cho đến câu 10 một lần nữa. Xin mời Hội Thánh cùng đứng, chúng ta cùng với nhau rõ ràng vừa đọc vừa suy nghĩ về một nhân vật, đó là sứ đồ Phaolô. Ông đã dày công mở Hội Thánh ở tại thành phố Corinto thuộc về Hy Lạp cách đây hơn 2.000 năm trước, cùng với một cặp vợ chồng rất là đặc biệt có tên là Berusim và Akila. Quý vị có nghe nói đến vợ chồng này không? Họ rất là thành công trong thương trường, ở trong doanh nghiệp, trong công việc của họ, nhưng mà họ đã dâng cho Chúa tất cả. Họ trở nên những người truyền giáo cùng với Phaolô ở tại Corinto. Khi nói đến thành phố Corinto thì hãy nghĩ ngay đến một cái xứ sở mà đầy thần tượng, nước Hy Lạp. Và nơi đó có ba con người đã cùng với nhau hợp sức để mở, giống như Hội Thánh Vườn Nho. Tôi thấy cái câu chuyện này giống như Hội Thánh Vườn Nho vậy đó. Hồi nãy giờ tôi nói nhanh quá, không biết chị Phượng có kịp không? Dạ, xin lỗi, tôi quên mất điều đó. Dạ. Vâng, bây giờ thì chúng ta cùng với nhau hướng về màn hình và chúng ta đọc cái câu Kinh Thánh này. Giống như Hội Thánh của chúng ta, giống như chức vụ của chúng tôi và bao nhiêu chức vụ khác hiện nay đang hầu việc Chúa rất vất vả trong cái cuộc sống, trong cái thế giới đầy sự thách thức và gây những khó khăn không lường. Những điều đó không làm cản trở một người có lòng nhiệt thành như sứ đồ Phaolô. Lòng trung thành của Phaolô trong những sự thử thách về chức vụ mình. Xin chúng ta khởi sự câu 3. Chúng tôi không để điều gì làm cớ vấp ngã cho ai, kẻo chức vụ của chúng tôi bị người ta chê trách. Nhưng trong mọi sự, chúng tôi luôn luôn chứng tỏ mình là những đầy tớ của Đức Chúa Trời. Trong sự kiên trì chịu đựng, trong những hoạn nạn, trong những gian khổ, trong những lúc khốn cùng, trong những lần bị đánh đập, trong những ngày bị giam cầm, trong những khi người ta nổi loạn, trong những lúc lao động nhọc nhằn, trong những đêm thiếu ngủ, trong những ngày thiếu ăn, trong sự trong sạch, trong sự hiểu biết, trong sự nhịn nhục, trong sự nhân từ, trong Đức Thánh Linh, trong tình thương chân thật, trong khi rao giảng lời chân lý, trong quyền năng của Đức Chúa Trời, chúng tôi dùng sự công chính là vũ khí để tấn công và tự vệ. Khi được vinh hiển cũng như khi bị tủi nhục, khi bị chê bai cũng như khi được khen ngợi, chúng tôi bị tưởng như những kẻ lừa đảo nhưng là những người chân thật, tưởng như những kẻ vô danh tiểu tốt nhưng lại được nhiều người biết đến, tưởng như những kẻ sắp đến chết nơi nhưng xem đây chúng tôi vẫn sống sờ sờ, tưởng như những kẻ bị từng phạt, bị trừng phạt nhưng vẫn không bị giết chết, tưởng như những kẻ phải đau buồn nhưng luôn luôn vui vẻ, tưởng như những kẻ nghèo khó nhưng đã làm cho nhiều người giàu có, tưởng như những kẻ chẳng có gì nhưng có đủ mọi sự. Cảm ơn Hội Thánh, xin mời Hội Thánh cùng an toàn. Đây là cuộc đời của sứ đồ Phaolô đó. Chúng ta đọc xong những lời này, chúng ta còn ham đi truyền giáo không? Ham chứ. Chúng ta có thích trở nên người hầu việc Chúa không? Thích chứ. Nhưng mà hãy đọc cái câu Kinh Thánh này rồi chúng ta sẽ cân nhắc cho kỹ. Nhưng mà cái người mà được Chúa chọn á, là cái người mà đã quyết định á, là cái người có cùng một tố chất như thế này. Quý vị yên tâm. Hôm nay tôi không nói về chính đời sống tôi đâu. Tôi cũng không nói về cá nhân tôi đã trải qua điều gì. Nhưng mà mong rằng chúng ta sẽ nhìn về cái người hầu việc Chúa để chúng ta thêm sự hỗ trợ cho họ. Bởi bản thân của người hầu việc Chúa đó, họ đã trải qua, quý vị có một cái thống kê mới đây mà tôi đã đưa vô bài giảng sáng hôm nay. Cứ 2 người hầu việc Chúa thì 1,5 người đã bỏ rồi. Tại sao người ta bỏ? Quá khắc nghiệt, quá thử thách. Đôi khi mình nhìn về cuộc đời của Phaolô là một người đầy dẫy quyền năng, hét ra lửa à. Ông cầu nguyện cho một tù trưởng được chữa lành, một người thầy bói, một phù thủy xuất hiện và cản trở điều đó. Ông quở cái mù liền tức khắc. Phaolô cũng đã đuổi được nhiều quỷ. Cái áo của Phaolô đặt trên người ta được chữa lành, đầy nguyên phép.
Nhưng mà đọc tới đây này, quý vị đọc tới một cái đời sống hầu việc Chúa của Phaolô, ông trả giá rất nhiều. Trong cái bản truyền thống á, thì cái chữ tưởng á, dịch vui lắm, ngó. Ngó như những kẻ vô danh tiểu tốt nhưng là được nhiều người biết đến. Ngó như những kẻ sắp chết đến nơi nhưng xem đây chúng tôi sửng sống sờ sờ. Ngó như những người bị trừng phạt nhưng vẫn không hề bị giết chết. Cái bản kinh thánh tiếng Việt dễ thương lắm, bởi vì nó được dịch từ địa phương ở miền Trung á. Miền Trung họ có những cái chữ nghe rất là dễ thương. Cho nên quý vị ngó tôi vậy á, chứ không phải vậy à. Có nhiều người ngó tôi thấy gì nhưng mà ổng khác lắm á. Quý vị đừng cứ tưởng người hầu việc Chúa nhìn bề ngoài thấy tội nghiệp ổng quá, nhưng mà ổng ngó vậy chứ không phải vậy. Đầy sức mạnh, chúng ta sẽ nói về điều này như thế nào hôm nay. Bạn chọn phía nào? Cái điều thứ ba chúng ta học hôm nay đó, đó là giữa sứ đồ thật và sứ đồ giả. Mà có người đọc lái lại đó, sứ đồ thật là đồ sứ. Một là sứ đồ, hai là đồ sứ. Đồ sứ thì dễ vỡ, nhưng mà sứ đồ thì chắc chắn lắm. Sứ đồ, giữa sứ đồ thật và sứ đồ giả, chúng ta hãy chọn hướng đi. Chúng ta hãy nhận biết người hầu việc Chúa, và chúng ta biết rằng mình đang ở cái con đường nào trong cái hành trình mà theo Chúa. Cách đây 2 tuần chúng ta đã học đến đời sống, nếp sống không bị ảnh hưởng bởi thế gian. Chúng ta đang sống trong thế giới tối tăm, và chúng ta hãy chọn lấy sự sáng. Vì sự sáng luôn luôn đối nghịch với sự tối tăm. Và Đấng Christ với Belial là hai thế lực đối nghịch cùng nhau. Không bao giờ chúng ta đi hai hàng được, giữa Đấng Christ và Belial. Chọn một trong hai. Và chúng ta phải chọn cái nếp sống để không bị ảnh hưởng bởi thế gian, giữa nhiều cái khuynh hướng của thế gian nó đang tấn công vào Hội Thánh. Nhưng mà thưa Hội Thánh, Hội Thánh không bao giờ chấp nhận những tư tưởng của thế gian mà trong Hội Thánh là như vậy. Hôm rồi tôi có nói về điều đó. Rồi mới đây chúng ta cũng học rằng chúng ta phải trở thành nơi cư ngụ của Chúa. Bởi vì đền thờ của Chúa luôn luôn nghịch với đền thờ của sự tối tăm. Không bao giờ đem những cái thứ ngoài thế gian và trong Hội Thánh được là như vậy. Chúng ta phải trở thành nơi cư ngụ Chúa. Hôm nay chúng ta chọn hướng đi, chúng ta chọn cái người lãnh đạo. Chúng ta tìm một cái Hội Thánh đúng để chúng ta đến, chúng ta input vào đó, chúng ta gắn kết vào trong đó để hầu cho chúng ta trở nên giống như Chúa. Bởi vì chúng ta bắt chước người hầu việc Chúa, như ông Phaolô nói trong thơ Côrintô thứ nhất đoạn 11 câu 1, hãy bắt chước tôi cũng như tôi bắt chước Đấng Christ. Bắt chước điều đúng của người lãnh đạo hầu việc Chúa đó thì chúng ta sẽ trở nên đúng đắn. Thưa Hội Thánh, có nhiều điều muốn nói lắm. Tôi có nhiều điều muốn nói sáng hôm nay với Hội Thánh. Hội Thánh này đó, chúng ta để bắt đầu á, tôi muốn chia sẻ cho quý vị cái tâm tình của Hội Thánh. Hội Thánh của chúng ta chủ trương truyền giáo và cứu thêm những người mới vào trong nhà của Chúa. Đó là chủ trương của Hội Thánh, và người lãnh đạo Hội Thánh cũng vậy. Tôi đang nói một ví dụ về một trong những cái đức tính tốt của Hội Thánh. Chúng ta không có chủ trương đi lôi kéo hoặc là rủ rê người khác gia nhập vào trong nhà của Chúa. Bởi vì địa phương nào cũng có những hội thánh để mở cửa đón tiếp con cái Chúa và tiếp đón con cái Chúa. Chúng ta không thể kéo một người ở đâu xa thì xa đến với hội thánh. Đó không phải là cái chủ trương của chúng ta. Đây, chúng ta học cái bài học này, Phaolô nói rất rõ về điều này. Tôi bắt đầu bài giảng bằng cái tâm tình đó. Tại vì Phaolô là một người truyền giáo, cho nên ông đem người mới vào trong nhà Chúa. Cái bằng chứng rõ ràng nhất của Phaolô là một người truyền giáo là ông đi qua xứ Hy Lạp để ông mở hội thánh, nơi mà chưa từng có hội thánh, giống như hội thánh Vườn Nho. Có một lần chúng tôi được tốt nghiệp cái khóa đào tạo ngắn để kiểm tra cái ơn Chúa cho có phải được Chúa kêu gọi để mở hội thánh không. Thì sau khi chúng tôi có 3 ngày, tôi và vợ tôi học xong cái khóa ngắn của The Sen, cái tổ chức SIDE đó, và của cái tổ chức NAMP, N-A-M-P, North American Mission Board. Thì một vị mục sư đã lên chúc mừng cho chúng tôi, nói rằng thưa quý mục sư, thưa những người church planter là những người mở mang hội thánh, có 3 người trong số 12 người, trong số 12 cặp đăng ký vào chương trình học, nhưng chỉ có 3 cặp được chọn ra, và trong đó là chúng tôi. Ông lên nói cái lòng đổ ra, nói thưa quý vị, xét ra chúng tôi không bằng quý vị. Mình nói wow, ông khiêm nhường quá vậy. Sao ông lại nói điều này trong cái lễ tốt nghiệp như vậy? Ông nói rằng bởi vì khi chúng tôi đến hội thánh, chúng tôi nhận hội thánh thì hội thánh đó đã có rồi.
và chúng tôi vô hưởng những gì mà người trước đã xây bằng nước mắt và mồ hôi. Nhưng mà quý vị là những người mở mang hội thánh từ cái chỗ không có gì hết. Chúng tôi không làm được điều đó. Chúng tôi thiếu điều muốn khóc vì cái tâm tình của ông. Ông nói rằng đa số mục sư thì nhận hội thánh thì đến một cái địa phương đã có mở rồi. Nhưng quý vị là những người gan nhất. Chúng tôi trao thác niềm tin và tấm lòng chúng tôi ủng hộ quý vị. Và hãy nhớ rằng chúng tôi luôn bên cạnh quý vị. 3 năm cho đến bây giờ, cứ mỗi lần những cái ngày lễ họ gửi cho tôi một món quà nhỏ. Tới ngày sinh nhật của vợ tôi và tôi, họ gửi cho chúng tôi những món quà nhỏ thôi. Nhưng mà họ kèm vô trong đó, họ nói rằng hãy đi ăn với nhau, hãy tiếp tục lo công việc Chúa nha. Chúng tôi nhớ đến quý vị lắm, chúng tôi cầu nguyện cho quý vị. Công việc Chúa là như vậy. Tâm tình của những người hầu việc Chúa. Và ông lên ông nói như vậy đó, ông nói là chúng tôi cảm động. Và ông nói chúng tôi chúc mừng quý vị, bởi vì quý vị đã mở được hội thánh ở thành phố Glendale, nơi mà chưa có cộng đồng người Việt Nam, và quý vị đã mở. Chúng tôi nắm lấy cái lời đó và từ đó đến nay chúng tôi chỉ biết rằng phải mở mang hội thánh của Chúa, phải mở mang ra đem nhiều người chưa biết Chúa vào trong nhà Chúa. Nhiệm vụ của chúng ta không phải là đem người biết Chúa vào trong nhà Chúa, mà người chưa biết Chúa vào trong nhà Chúa. Và đó là tâm tình của sứ đồ Phao-lô, thưa quý vị. Cho nên tôi không khuyến khích, quý vị thấy không, tôi không có khuyến khích. Trước mặt Chúa tôi nói quý vị rằng, cô ơi, chị ơi, đi qua cái chỗ kia coi có ai mà thấy mà nó gần gần đây, kêu nó đến đây để nhóm cho nó đông cho nó vui, phải không ạ? Chưa bao giờ tôi nói quý vị điều đó. Tôi muốn khích lệ quý vị là hãy đem người chưa biết Chúa vào trong nhà của Chúa. Và trong những ngày tháng qua tôi thấy mỗi người trong chúng ta đều dặn những người mẹ với Chúa, cảm ơn Chúa. Đó là cái sự khích lệ lớn. Có một người sắp sửa nhập cư vào Hoa Kỳ và người đó đáng lẽ đi nhập cư ở tiểu bang khác á, nhưng mà cuối cùng thì bởi vì đức tin của hai vợ chồng anh Tịnh chị Hồng, nó là chúng tôi muốn qua đây, tôi muốn định cư ở đây. Và tôi biết cái ý định của anh chị, mục đích duy nhất đó là dẫn người này đến với Chúa Giêsu, phải không anh chị? Amen, cảm ơn Chúa. Thôi bây giờ không có nhiều thời gian, mình bước vào trong lời của Chúa. Tại vì tôi nói những cái điều này nó ngoài cái bài soạn của tôi với chị Phượng ở dưới. Sứ đồ thật và sứ đồ giả chọn hướng đi, nó cũng nói trong cái, tôi cũng nói ở trong cái ý mà tôi gợi đầu đó. Chúng ta nhìn biết cái công khó của người mở mang nước Chúa, công khó của người mở mang nước Chúa ở đây. Ông Phao-lô nói rằng chúng tôi chẳng làm cho ai vấp phạm, hầu cho chức vụ của mình khỏi bị một tiếng chê bai nào. Điều đầu tiên mà quý vị chọn cái chỗ mà mình đến là cái người lãnh đạo hội thánh đó, hết sức cẩn thận và không có muốn làm cho ai vấp phạm, hầu cho chức vụ mình khỏi một tiếng chê bai nào. Mà hồi nãy mình thấy một loạt những cái lời hiểu lầm, những cái ngộ nhận đủ thứ chuyện hết. Khi mà đi ra rồi bắt đầu chất lên tại ông vậy, tại ông kia. Hồi nữa tôi đọc cho quý vị nghe câu chuyện của một vị mục sư bị giống giống như vậy đó, mà chừng rồi tôi có đưa lên Facebook đó. Tại sao vậy? Tại ở Toronto có một số người theo đạo Do Thái giáo có ác tâm để phá hội thánh của Chúa. Những người mà theo Do Thái giáo đó, họ không có muốn những người Giu-đa tin Chúa Giê-xu. Cho nên họ thấy ông Phao-lô và ông Phi-e-rơ á, hay là những sứ đồ mà đi tới đâu họ bám theo đó, không phải là để ông nghe tin lành, nhưng mà họ lôi kéo dụ dỗ những cái người đã tin á ra khỏi đó đi, bởi vì cho nó tà giáo, nó sai rồi. Ngày hôm nay có vậy không? Có nặng đó là tà giáo, nặng là bị chụp mũ là tà giáo, nói tiếng lạ cầu nguyện chữa lành. Những cái ơn đó Chúa cho không lo tập trung để cứu người, mà lại họ lại chống đối cái ơn đó. Tôi đã ví dụ như vậy. Rồi gì nữa? Cái sự so sánh của Phao-lô ngay đầu cái đoạn 6 đó là so sánh cho thấy những kẻ phá hoại hội thánh của Chúa đó chẳng hề chịu khổ cho người Corinto so với những gì sứ đồ Phao-lô đã trải qua. Ông Phao-lô ông đã mang nặng đẻ đau hội thánh của Chúa. Nhưng mà cái người mà muốn phá hội thánh của Chúa thì đâu có bao giờ mà mang nặng đẻ đau hội thánh đâu. Ở đây đâu có giờ muốn vô hội thánh này phải khoảng 6 tháng mới hiểu được chị Hạnh là ai, tâm tình của chị Hạnh sao, cái tài năng nấu ăn của các chị em mình sao. Biết được như vậy thì chúng ta sẽ yêu thương hơn. Còn mới vô đâu biết gì đâu. Những cái người mà đi phá hội thánh của Chúa ở trong cái câu chuyện này đó là những người, thứ nhất là những người Giu-đa mà theo Do Thái giáo, họ không tin Chúa Giê-xu. Cho nên họ vô họ lôi kéo những người đã tin Chúa ra khỏi nhà thờ, ra khỏi hội thánh của Chúa. Xin lỗi, hội thánh của Chúa. Đừng có tin Giê-xu, Giê-xu này là lừa dối đó.
Giê-xu đã chết và người ta giấu xác Ngài rồi, làm sao có sự sống lại? Họ lừa dối, cái câu chuyện lừa dối đó được chép ở trong Matthew đoạn 28 đó. Quý vị có nhớ câu chuyện Chúa sống lại đó, cái lừa dối đó, và người ta kéo những cái người tin ra khỏi, rồi số khác là những giáo sư giả xen vào hội thánh, bởi vì họ thấy sự thành công của Phaolô, họ thấy quyền năng của Chúa trong hội thánh, họ muốn làm cho hội thánh này tan tành luôn, chia rẽ hội thánh. Cho nên ông Phaolô ông mới nói rằng những người này nếu mà so ra đó, họ không hề chịu khổ với người lãnh đạo của hội thánh. Quý vị nên đến cái chỗ nào mà người lãnh đạo chịu khổ về hội thánh đó, cư mang đổ lòng ra vì hội thánh đó. Rồi chúng ta sẽ nghe nó có trẻ kẻ trăng thuê ở đây, thì nơi đó là cái nơi mà chúng ta cần phải ngồi đó để chúng ta thờ phượng và hậu việc Chúa với hội thánh. Tôi hiểu từng người một ở đây, tôi không dám nói tôi hiểu hết, nhưng mà bởi vì tôi đi với quý vị, cái lòng tôi đổ ra quý vị, mỗi ngày tôi cầu nguyện quý vị và quý vị cầu nguyện cho tôi, cho nên chúng ta là một gia đình thật sự, người khác không thể hiểu được quý vị. Chúng tôi theo dõi từng người một ở đây và chúng tôi ca ngợi Chúa, bởi vì quý vị lớn lên trong Chúa từng ngày. Cái niềm vui của chúng tôi là thấy quý vị lớn lên trong Chúa từng ngày, quý vị yêu mến Chúa, tôi mừng lắm. Nhưng mà cái người mà ở ngoài vô không hề biết quý vị là ai, miễn là họ đừng nhóm đây nè, qua kỳ nhóm. Tôi đang nói cái điều này để quý vị cẩn thận, bởi vì Phaolô ông nói rằng ở trong công vụ sứ đồ đoạn 20 câu 29 đó, còn tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muôn sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em chẳng tiếc bày đâu. Cái người mà phá hội thánh của Chúa đó, họ không có tiếc thương gì quý vị hết, miễn là quý vị tiêu đời là đúng mục tiêu của họ. Quý vị không đi nhà thờ nữa là đúng mục tiêu của họ. Quý vị ra khỏi hội thánh này là đúng mục tiêu của họ. Cho nên sứ đồ Phaolô dặn hội thánh về cái loại người như vậy, hãy chọn hướng đi, phải chọn người lãnh đạo. Rồi ở đây chúng ta học ở trong Châm Ngôn đoạn 11 câu 30, kết quả của người công bình giống như cây sự sống, người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta. Người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta. Quý vị đem một người về với Chúa, quý vị được gọi là người khôn ngoan đó, bởi vì quý vị có tài đem một người về với Chúa. Đó là sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta đi ra, chúng ta cố gắng, chúng ta nỗ lực lắm, nhưng mà xin Chúa cho chúng ta cái sự khôn ngoan để chúng ta làm sao để thu phục một người về với Đấng Christ để cứu được họ. Nhưng mà cái người mà không có tài được linh hồn người ta thì sẽ có cái mẹo để dụ, để lôi kéo, thì cái người đó đó chúng ta phải tránh xa ra, phải cẩn thận. Đó là điều thứ nhất mà tôi muốn đến quý vị qua cái phần thứ ba. Chúng ta phải thấy công khó của người mở mang nước Chúa. Thưa quý vị, quý vị sẵn sàng thấy công khó của họ chưa? Amen, cảm ơn Chúa. Tôi thấy công khó của từng người một trong chúng ta. Tôi thấy công khó của chấp sự thiên ngân. Tôi thấy công khó của cái người nấu ăn, phục vụ hội thánh. Từng người trong chúng ta đều có những cái công khó chúng ta đóng góp cho hội thánh của Chúa. Thì hãy quý những cái người như thế này. Thưa hội thánh, điều thứ hai, chúng ta chọn hướng đi đó, chúng ta chọn người lãnh đạo đó, chúng ta chọn cái chỗ để chúng ta đi đúng á, là chúng ta xem cái đạo đức và sự chánh trực của người cha. Trong câu 4 của Côrintô thứ nhì đoạn 6, nhưng trong mọi sự chúng tôi luôn luôn chứng tỏ mình là những đầy tớ của Đức Chúa Trời. Sao phía đầu Phaolô nói rằng chúng tôi chứng tỏ mình là những đầy tớ của Chúa. Làm sao làm? Phải chứng tỏ tôi đang hầu việc Chúa, tôi là đầy tớ của Chúa, chứ không có bày tỏ ra lúc nào tôi cũng ôm quyển kinh thánh, lúc nào tôi cũng đạo mạo. Tôi không có làm điều đó, thưa quý vị. Làm sao để mọi người biết rằng chúng tôi là những người hầu về Chúa chân thật, và quý vị chọn cái người lãnh đạo là cái người hầu về Chúa chân thật. Đừng có chọn cái người mà chỉ có bề ngoài thôi, chỉ có hào nhoáng bên ngoài thôi, thưa quý vị. Đây là cái sự căn dặn mà sứ đồ Phaolô đã dạy hội thánh Côrintô trong cái thời điểm mà người ngoại giáo tin Chúa rồi họ đem những cái thứ gì ở ngoài vào, ngay cả những tiên tri giả họ xen vào hội thánh để phá hội thánh. Thưa hội thánh, trong một thống kê mới đây về là đời sống mục sư thì có người rời chức vụ vì các vấn đề gia đình là 17%. Vấn đề gia đình là vấn đề hôn nhân, vấn đề con cái, thất bại về gia đình. Họ rời khỏi chức vụ 17% trong số tất cả các mục sư mà chúng ta thấy đang hầu việc Chúa đó. Các vấn đề về đạo đức và luân lý có 13%. Thất bại về vấn đề tình cảm, scandal, họ thất bại.
13%, rồi kiệt sức 10%. Làm quá cuối cùng bị bệnh. Tôi có biết một đệ tớ của Chúa cách đây 20 năm, một ngày vui vẻ thì nhắn tin rằng ô một vị mục sư đó đã nhập vô cái viện lao phổi ở Việt Nam á, bị ho ra máu. Thì chúng tôi mới đến thăm rồi cầu nguyện cho ông, khích lệ ông, và tìm hiểu ra rằng lại vị mục sư này có nhiều hội thánh quá mà lo tới nỗi không có ai giúp cho ông, và ông bị thổ huyết. Thương làm sao? Cảm ơn Chúa. Nhưng mà chúng tôi cũng được học một điều rằng á, mình phải thương mình thì mình mới thương người khác. Hãy yêu thương kẻ lân cận như mình. Chúa dạy chúng ta phải yêu kẻ lân cận như mình. Thì chúng ta phải thương mình nữa. Người hầu việc Chúa nếu mà không có sức khỏe thì làm sao tiếp tục hầu việc Chúa đây? Quý vị cũng vậy, muốn hầu việc Chúa, muốn đóng góp thì quý vị phải lo cho mình trước. Rồi quý vị có sức khỏe, quý vị có niềm vui thì quý vị mới giúp đỡ người khác. Thì ở đây đó, có những người kiệt sức á, là 10% và bỏ cuộc, họ không thể tiếp tục trong chức vụ được. Rồi tài chính cá nhân là 8%, tài chính cũng là vấn đề làm cho những hầu việc Chúa cũng khó khăn và họ không thể tiếp tục hầu việc Chúa nữa. Tôi mới quen với một người mục sư cách đây cũng vài năm, giới thiệu tôi vào trong cái chương trình mở mang hội thánh mới, và ông giới thiệu cái hội thánh này nè cho mình đến mình mượn chỗ này. Thì ông nhận một cái hội thánh ở Tucson 2 năm thôi. Thì tôi hỏi thăm thì tôi được biết rằng ông cũng giao lại hội thánh rồi. Thì mình không biết lý do nào, nhưng mà tôi biết trong cái cuộc sống hiện nay mà là mục sư đó thì đối diện với nhiều cái khó khăn về tài chánh nữa, cho nên hãy cầu nguyện cho những mục sư về vấn đề tài chánh. 8% và bệnh tật á, thì 5%. Thì ở đây chứng tỏ rằng các mục sư cũng biết lo cho mình, cho nên chỉ có 5% cộng lại hết 53%. Rõ ràng là quý vị thấy hơn một người rồi phải không? Cứ hai người là hơn một người bỏ, không tiếp tục cái chức vụ hội thánh. Cho nên hội thánh phải cầu nguyện cho người hầu việc Chúa giữ được ơn và đạo đức mục vụ, thay vì chất cho họ thêm những lời chỉ trích và những đòi hỏi quá đáng lên những người hầu việc Chúa. Bên cạnh việc chúng ta chọn cho mình người lãnh đạo thì mình cũng hãy hỗ trợ và yêu thương người lãnh đạo, hiểu cái tâm tình của người lãnh đạo là như vậy. Bởi vì nếu mà chúng ta tin rằng họ vì công việc Chúa thì chúng ta hãy hỗ trợ cho họ. Tôi đọc cho quý vị cái này nó cũng vui vui mà rất là thiệt, để cho quý vị cùng thông cảm. Có một cái bài viết mà có ai chưa có xem á, thì trên Facebook của tôi đó, thì quý vị tìm quý vị sưu tầm ha. Mục sư của bạn luôn luôn sai. Mục sư của bạn luôn luôn sai. Sai sao? Đây cái nỗi lòng của một người trăng bày nói lên. Nếu làm lễ đúng giờ, người ta nói đồng hồ của mục sư chạy nhanh. Nếu trễ một phút, người ta nói mục sư bắt mọi người phải đợi. Cái này giống làm dâu trăm họ quá. Nếu mục sư giảng dài, người ta nói ông làm cho người ta chán ngấy. Nếu giảng ngắn, người ta nói ông không chuẩn bị. Nếu tậu một chiếc xe hơi, người ta nói mục sư sống xa hoa. Nếu không có, người ta nói mục sư lạc hậu. May quá chúng tôi có xe hơi mới. Nếu thăm viếng các gia đình, người ta nói mục sư chạy rong suốt ngày. Nếu không đi thăm, người ta nói mục sư không quan tâm tới họ. Nếu mục sư xin đóng góp, người ta nói mục sư là kẻ làm tiền. Nếu không quyên góp, người ta nói mục sư quá cao ngạo và lười biếng. Nếu mục sư sửa sang nhà thờ, người ta nói ông ném tiền qua cửa sổ. Nếu không làm, người ta nói mục sư thiếu sáng kiến. Nếu làm việc với người già, người ta nói mục sư hủ lậu. Nếu làm việc với người trẻ, người ta nói mục sư thích bài nhảy. Không biết quý vị có nói tôi thích bài nhảy không, chứ tôi thích người trẻ lắm. Nếu thấy mục sư đi với các bà, người ta nói mục sư là dân chơi. Nếu chỉ đi với đàn ông, người ta nói mục sư không trưởng thành. Cảm ơn Chúa, bây giờ tôi chở anh Tịnh đi bác sĩ, tôi trưởng thành. Để giúp anh tôi trưởng thành, Chúa Diệu là tôi trưởng thành chứ. Nếu mục sư còn trẻ, người ta nói mục sư thiếu kinh nghiệm. Tôi đã trải qua điều này rồi. Nếu già đi, người ta nói mục sư nên về hưu. Quý vị thấy tôi về hưu được chưa? Chưa. Quý vị thấy tôi còn trẻ không? Amen. Cảm ơn Chúa, cái này là quý vị nói. Tôi vui mừng, tôi sẽ ăn tiệc về điều này. Bao lâu mục sư còn sống, người ta nói luôn có người tốt hơn ông. Khắc nghiệt không? Ông còn sống á, thì người ta nói luôn nói
có người tốt hơn ông. Nhưng khi mục sư chết rồi, người ta nói không ai thay chỗ mục sư được. Tại vì ông còn sống đó, nói nữa nó bao nhiêu điều. Cho nên quý vị ơi, đạo đức và chánh trực của người chăn là ở chỗ này nè. Cho dù có bị thế nào thì chúng tôi vẫn đạo đức và giữ sự chánh trực của mình. Có một đầy tớ của Chúa cũng lên comment trên cái bài viết này: mục sư ơi, mục sư, tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta làm vừa lòng Đức Chúa Trời hơn là làm vừa lòng con người. Chúng tôi thấy điều này đúng á. Mình sống vừa lòng Chúa đi nghe quý vị. Quý vị cũng vậy nữa. Cái điều này không phải cho mục sư đâu. Quý vị ơi, hãy sống vừa lòng Đức Chúa Trời. Đừng có làm vừa lòng con người. Ngay cả hội thánh mình dễ thương vậy nè, mà cũng có lời ra tiếng vô. Nhưng mà không, cái điều đó không làm cho chúng ta chung bước. Chúng ta tiếp tục dễ thương đi quý vị. Ngợi khen Chúa. Hallelujah. Yeah. Và chính những sự hoạn nạn thử thách trăm bề trong đời sống chức vụ cho phép để tạo nên các đức tính và đạo đức cơ đốc. Dĩ nhiên chúng ta sẽ đối diện với những khó khăn nha quý vị. Nãy giờ tôi bắt đầu á, tôi nói đời sống của Phaolô mình thấy mình ham quá. Nhưng mà đọc tới cái tiểu sử của ông á, tới cái chỗ này mình thấy hết ham nổi rồi. Với lại đọc cái bài mà mục sư của em luôn luôn sai á, mục sư của bạn luôn luôn sai á, thì mình thấy hết ham là mục sư rồi phải không ạ? Nhưng không, chúng ta không vì cái đó mà chúng ta đánh đổi đi cái đạo đức của người hầu của Chúa. Ở những người hầu của Chúa và con chiên của Chúa cũng vậy, chúng ta giống nhau á. Một người được kêu gọi, một người không được kêu gọi hầu về Chúa, thì chúng ta cũng phải có đạo đức ở trong Chúa nha quý vị. Yeah. Và những khó khăn xảy đến cho chúng ta sẽ tạo nên đức tính và đạo đức cơ đốc cho chúng ta. Yeah. Trong Luca đoạn 1 câu 75, có đăng lên cho quý vị ở đây, song ngữ: lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài, trọn đời mình không sợ hãi gì hết. Quý vị cùng đọc với tôi nha. 2, 3, lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài, trọn đời mình không sợ hãi gì hết. Để không sợ hãi thì chúng ta hãy bước đi trong sự thánh khiết và công bình. Ai có chụp mũ, ai có vu khống chúng ta vẫn là người công bình. Để chúng ta, Chúa biết chúng ta, cảm ơn Chúa. 2.2 ở đây, trong cái phần này, chọn hướng đi đó. Đầy tớ của Chúa là người có phẩm chất tốt như tiêu chuẩn chọn chấp sự của hội thánh thời công vụ. Ở đây hội thánh chọn cái tiêu chuẩn mà của người để làm chấp sự hội thánh đó. Kinh thánh cũ dịch là phó tế đó, là người chấp sự, người ban điều hành đó, thì người này phải có 3 điều. Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. 3 cái đặc tính này, và tôi cầu nguyện cho quý vị cũng có 3 cái đặc tính này nữa. Quý vị có thích có cái đặc tính này không? Amen. Ai trong chúng ta thích có thì chúng ta đưa tay lên. Amen. Tôi sẽ nhớ đến quý vị cho cầu nguyện. Vậy không bên tỉnh có không? Có. Dạ. Yeah. Có người chỉ muốn có trí khôn mà. Trí khôn. Và quý vị thấy cái trí khôn đó nó làm cho hội thánh nhiều nan đề lắm. Cho nên phải cân bằng với nhau, là người đó có danh tiếng, có cái tiếng tốt. Có tiếng tốt ở trong những người kính sợ Chúa, và ngay cả trong giang hồ nữa, ngoài xã hội. Ồ, ông đó không tốt lắm. Không phải là chúng ta làm sai mà chúng ta tốt đâu. Ý tôi nói là ở ngoài xã hội chúng ta phải được mọi người biết đến là người tốt. Tôi biết ở đây quý vị tốt lắm. Quý vị hãy có cái danh tốt rồi thì chúng ta hãy đầy dạy Đức Thánh Linh. Hãy làm cái mạng lệnh của Chúa yêu cầu chúng ta phải bước đi trong sự đầy dạy Đức Thánh Linh trong những ngày cuối cùng này. Không phải chỉ là những người hầu việc Chúa mới đầy dạy Thánh Linh đâu, mà chúng ta đừng say rượu, vì rượu say cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dạy Đức Thánh Linh. Ông Phaolô ông nói cái câu kinh thánh ông dạy dỗ trong cái ngữ cảnh đó là thành phố Êphêsô á, ở Thổ Nhĩ Kỳ đó, đầy dạy những thần tượng, họ thờ thần Lý Anh, và đàn ông á, cái mốt của đàn ông á là phải nhậu nhẹt, phải uống rượu. Nó giống như Việt Nam hiện đại của mình như vậy, đi về không chịu đi về, đi làm về mới về với con, đi nhậu, đi uống bia tới khuya mới về. Và vậy thấy gì chúng ta vô những điều đó, hay đầy dạy Đức Thánh Linh. Quý vị thấy những người đầy dạy Đức Thánh Linh dễ thương lắm, dễ gần lắm. Quý vị có đồng ý điều đó không? Amen. Đừng cố gắng mình, em có duyên không? Hỏi người ta bao nhiêu ngày, bao nhiêu lần em có duyên, em dễ thương không? Đừng có tự hỏi. Nhưng mà hãy sống đầy dạy Đức Thánh Linh thì chúng ta sẽ có duyên với người khác, dễ gần, dễ nói chuyện.
có người thì chỉ có trí khôn thôi, đòi trí khôn, không có đầy dẫy Thánh Linh, không có danh tốt. Thế là tối ngày gây chia rẽ, gây buồn phiền. Quý vị có bao giờ nhận tin nặc danh chưa? Tôi bị hoài. Tôi nhận những cái tin nặc danh và thật là uổng, là tôi biết những cái người gửi đó là những con cái Chúa, bởi vì Chúa không có dạy chúng ta cái điều đó, và họ dùng cái trí khôn của họ đó để họ nặc danh và nghĩ rằng cái sự nặc danh này sẽ làm cho cái đối tượng đó thay đổi và ăn năn. Cái trí khôn của con người nó nguy hiểm lắm. Ở đây thì chúng ta hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh và sống kính sợ Đức Chúa Trời. Tôi đi nhanh qua phần thứ ba để chúng ta cầu nguyện với nhau. Chúng ta được biết thêm cái đặc tính của chức vụ hầu việc Chúa của Phaolô là bảo vệ bầy chiên mà Chúa giao. Tại sao tôi nói điều này thưa quý vị? Ở xứ Palestine đó, người chăn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với cái bầy chiên mà cái người này được giao. Cho nên trong Amos đoạn 3 có nói đến cái câu chuyện mà Amos đi rứt con chiên ra khỏi miệng của sư tử. Rứt hai chân nó ra, rứt cái bàn tay của nó ra mà rứt được cái con chiên đó. Nó liên quan tới cái trách nhiệm của một người chăn chiên ở xứ Palestine. Khi mà bạn nói cái bầy của bạn bị tấn công thì bạn phải có bằng chứng. Con chiên nó tàn sát như thế nào, con chiên nó bị thương ra sao, bạn trưng cái bằng chứng ra. Ở trong Suốt Kỳ Giới Tâm Ký hình như cũng đoạn 22 cũng nói rằng khi mà bạn có bằng chứng thì đó mới là cái để chứng minh rằng bạn trong sạch. Thì ở đây đó, nói đến là cái người bảo vệ bầy chiên Chúa giao là cái người lãnh đạo chân thật. Ở đây tôi có ý nói là quý vị bị ăn hiếp, tôi nhào vô tôi binh, quý vị sai hay đúng gì tôi cũng binh hết. Nhưng mà bảo vệ ở đây đó là cầu nguyện, chăm sóc, hướng dẫn, dạy dỗ, và vì sự lẽ công bình của Chúa. Quý vị bị bệnh, chúng tôi cầu nguyện cho quý vị là chúng tôi bảo vệ quý vị khỏi sự tấn công của kẻ thù chứ gì nữa. Chúng ta đang làm cái công lý cho Đức Chúa Trời chứ gì nữa. Đừng cấm cái chuyện đó trong hội thánh mà cấm cầu nguyện cho nhau, thưa quý vị. Tôi đang ví dụ ở chỗ này. Thành ra trở lại cái sự tranh bày ở đây đó. Cho nên nó dẫn tới những cái sự hỗn chiến giữa cái người chăn chiên với thú dữ. Quý vị nhớ ông David là người chăn chiên. Và khi mà ông Saul hỏi David, ngươi có kinh nghiệm gì trong cái chiến trận, thì David mới trưng ra cái câu chuyện là David đã đánh với gấu, đánh với sư tử. Một chàng trai 17 tuổi mà cầm gậy thôi mà đánh với gấu với sư tử là cái bằng chứng của David đó, bảo vệ cái bầy chiên của mình. Và một tác giả tên là Thomas ở trong cái giải kinh của Kinh Thánh đó, thì ông có kể rằng trong cái thời ông sống thì ông nghe những cái câu chuyện mà những người chăn bầy mà bị cướp đó. Nó đến nó cướp chiên á, và nó đánh người chăn bầy, nó băm thay người chăn bầy chết giữa bầy chiên của mình, khi mà anh ta cố gắng để bảo vệ bầy chiên của mình, bỏ mạng giữa cái cánh đồng như vậy. Đó là sự bảo vệ yêu thương bầy chiên của một người lãnh đạo thuộc linh chân chính, mà chúng ta nên chọn hội thánh mà có cái người chăn bày như vậy đó. Nhưng mà cái người chăn thuê đó, ở đây nổi lên bật lên cái điều cái người chăn thật và cái người chăn thuê. Cái người chăn thuê thì ngược lại, thấy chiên bị thương, thấy thú dữ tới, phải bảo vệ mạng sống mình, giống như phần đầu của sư Đông chia sẻ, phải yêu thương mình trước rồi mới yêu thương kẻ lân cận. Nhưng mà cái yêu thương đó là ích kỷ. Hồi nãy nó khác à, hồi nãy là chúng ta yêu thương mình mới phải giúp đỡ người khác. Nhưng mà ở đây là ích kỷ à. Ích kỷ là lo cho mình, thấy chiên bị thương, chiên bị bắt, chiên bị mổ, chiên bị xẻ, chiên bị thú dữ đến vồ xé, bỏ chạy, lấy mạng. Đó là người chăn bày giả, thưa quý vị. Cho nên thưa hội thánh, chúng ta cẩn thận ở trong những ngày cuối cùng này. Chúng ta bảo vệ gia đình của mình trước sự tấn công của những người hầu việc Chúa giả, không để cho họ có cơ hội xen vào trong bầy chiên của Chúa. Mặt khác, cũng hãy cầu thay cho người lãnh đạo của mình. Quý vị nhớ điều đó. Tôi mời quý vị đọc cái câu Kinh Thánh này và chúng ta cùng cầu nguyện với nhau. Xin mời Thánh cùng đứng, chúng ta đọc câu Kinh Thánh này. Giăng đoạn 10, từ câu 11 đến câu 12. Xin chúng ta đọc. Ta là người chăn hiền lành, người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn, và chiên không phải thuộc về nó. Nếu thấy muôn sói đến thì nó bỏ chiên chạy trốn.
muôn sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc. Đây là hình ảnh trọn vẹn của Đức Chúa Giêsu của chúng ta. Và người chăn bầy nào bước đi trong cái tinh thần của Chúa Giêsu như thế này thì đó là chỗ mà quý vị thấy an toàn để quý vị cùng hầu việc Chúa. Và hãy nhớ rằng hãy cầu nguyện cho những người chăn bầy, cầu nguyện cho những người lãnh đạo của mình. Hãy nhìn gương của họ, hãy nhìn xem họ có đức tính, đạo đức tốt, kính sợ Đức Chúa Trời và làm theo lời của Chúa hay không. Hãy quý vị nhớ rằng chúng tôi không có cái tinh thần rủ rê ở đâu ở đó, nhưng mà ở chỗ nào Chúa để chúng ta bước đi với một cái khải tượng rằng Đức Chúa Trời cứu người dân ở tại cái khu vực đó, đó là điều quan trọng nhất nha quý vị. Hãy cầu nguyện để hội thánh của chúng ta giữ được cái tinh thần đó thưa quý vị. Xin hội thánh cùng đến với Chúa và cầu nguyện. Chúa ơi, giờ này chúng con đến với Ngài.